traded all your lovers for a house by the river, and all those sweet deceptions, and one more broken vow, and the dark-eyed poets who promised you forever. Tell me, where are they now? Where are they now? You were always running just one more step ahead, and just like all the others, I was following somehow. Was it something I wasn't saying, something I should have said? Tell me, where am I now? Where am I now? Now sweet solitude surrounds you like a blanket of wild heather. You are one with the land and the sky somehow, and the seasons sway in sympathy as you dance in time together. Tell me, where are you now? Where are you now? I will write a song for you and try to fill the space, and I'll take the time in passing to wander from afar. Maybe I'll try to find you, though you never left a trace. Maybe then I will know who you are. Maybe then I will know who you are. Mà Thanh Tam Audio mệnh danh đây là ông vua công nghệ số trong cái phân khúc giá dưới 10 triệu Pioneer HM76. Bộ này thì trong cái thời gian khoảng đầu năm 2023 là khoảng thời gian bùng nổ nhất về sản phẩm này trên thị trường. Thanh Tam Audio cũng đã bán ra rất nhiều bộ này cho khách hàng. Và anh nghĩ rằng đối với cái mức giá của HM76 ở thời điểm hiện tại, nó là một mức giá mà dễ chịu nhất và dễ chơi nhất rồi. Thời điểm đầu em đưa bộ này về lần đầu tiên vào năm khoảng 2018, mức giá lên tới 13 triệu sách từ Nhật về hàng thùng xốp các bạn nhé. Nhưng bây giờ một bộ đẹp như thế này khoảng 98% sẽ có mức giá là 8,5 triệu. Rất là tuyệt vời các bạn nhé. Pioneer HM76 thì sẽ có thiết kế là một bộ dàn mini với một ampli và một cặp loa Buxelzin theo dàn. Kích thước của ampli thì sẽ là rộng 29cm, sâu là 30 và cao là 10cm. Và ampli được thiết kế màu bạc, còn phần loa được thiết kế màu đen. Chiều cao của loa là 26, sâu 20, rộng 15cm. Củ bass đường kính 10, tép đôm đường kính 2cm, rất là đẹp. Loa về cũng đầy đủ hai vế e căng, cũng như là bộ phụ kiện sẽ bao gồm khiển zin này, hai dây loa và quyển catalog em đang để đây, đầy đủ hết các bác nhé. Mức giá sẽ là 7.500.000. Về cái thiết kế của ampli thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là trẻ và mới, một cái màn hình hiển thị khá là lớn để các bác có thể quan sát được mọi những cái thông tin thao tác của máy ở trên màn hình này. Đây là một trong những cái ưu điểm mà em nghĩ rằng những thương hiệu khác như là Denon, Kenwood hay là Onkyo phải học theo. Phần mặt trước của HM76 chúng ta có được bố trí một cái khay đĩa CD, một cổng USB để đọc nhạc với flash, notch và DSD, một cổng phone với chân 3.5 ly và đèn nguồn tín hiệu cũng như là điểm thu hồng ngoại của điều khiển. Núm mặt âm lượng được phát xoáy kim cương, khi chúng ta nhìn dưới ánh điện máy sẽ toát lên cái vẻ sang trọng và hiện đại. Ở mặt trên của máy thì được bố trí một loạt những cái nút phím cứng như là input rồi đổi đường input rồi cái cụm menu của chế độ chơi CD cũng như là USB. Cặp loa như đã giới thiệu, đường kính bass 10cm được làm bằng giấy, tép đôm đường kính 2cm. Cặp loa thì được làm bằng gỗ MDF phủ veneer đen các bạn nhé. Còn ampli thì được làm bằng nhôm sơn màu bạc. Con này thì đánh giá khoảng 98% tại vì có một cái vết xước răm hình sợi tóc ở đây, rất nhỏ thôi. Mức giá của nó là 7,5 triệu các bạn nhé.
Phía sau của Uply thì các bác sẽ nắm bắt được đầu tiên đó là cái năm sản xuất là 2017. Con này nguồn 100V, hàng lắp ráp tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có cầu jack bắp chuối cho loa hai phần công suất, kênh trái kênh phải và dạng kẹp, hai râu thu sóng wifi và bluetooth. Phía dưới đây thì sẽ có thêm một đường sub out, một đường USB và một đường cắm mạng. Ngoài ra cũng không quên trang bị cho nó một đường optical in để kết nối với smart TV. Chạm thu sóng AM FM và con này thiết kế thêm một cái đường line in phía sau thì em nghĩ là khá thừa cho cái bộ sản phẩm này. Phần loa thì chúng ta sẽ có công suất là 50W trở kháng loa là 4 ohm. Tại sao mà em lại bảo là cái phần line in nó thừa cho cái bộ sản phẩm này? Tại vì là đây là ông vua công nghệ số thì chúng ta không cần kết nối line in nữa. HM76 sẽ cung cấp cho các bác khả năng chơi nhạc từ 5 cho tới 30m2 và các nguồn chơi thì các bác có thể tha hồ kết nối với mọi thiết bị kể cả có và không dây. Ví dụ như chúng ta sẽ kết nối cái sục chơi truyền thống đó là CD này hoặc USB và các bác có thể cắm cáp quang để truyền tín hiệu từ Smart TV xuống. Và nếu các bác đã chán những kết nối truyền thống đó thì các bác có thể kết nối Bluetooth với máy hoặc các bác có thể kết nối Wi-Fi. Con này hỗ trợ cả kết nối Wi-Fi và khi kết nối Wi-Fi xong thì các bác sẽ có AirPlay, sẽ có Spotify, Tidal hoặc Deezer. Ngoài ra cũng có app điều khiển Piano App Control trên điện thoại để thay thế cái điều khiển Deezer nữa. Rất nhiều những cái tính năng đang chờ đợi các bác trên bộ sản phẩm HM76. Và trong cái lô hàng lần này về thì em chỉ có duy nhất một bộ thôi và đang có mức giá là 7,5 triệu. Bác nào quan tâm có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Just another sideshow in a backstreet carnival. And I was walking the high wire, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do. Just another sideshow, and I was trying not to fall. Or but you were tender as soft summer wind. Someone to remember when the cold closes in. You were a color to the moon. You were flowers come to bloom with sweet perfume. And you were tender as soft summer wind. I've seen the dark side when I'm trying to find the light. Seen the shadows fade away on the wrong side of night. Heard a song coming through, and when I'm looking for you, I seen blue. Too long on the dark side, trying to find the light.
sideshow. And I was trying not to fall. Time